Chào mọi người, tôi là Cố Hiểu Vi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn về cách giao bóng mổ. Trước tiên, chúng ta cần điều chỉnh trọng tâm. Về kiểu giao này, chúng ta sẽ có một chút xoáy lên. Cách cầm vợt như giao bóng xoáy ngược vậy. Cầm vợt rất giống nhau. Khi tiếp xúc với quả bóng, cổ tay và cẳng tay phải thật mạnh. Dùng lực xoay của cơ thể. Có một điểm hợp lực của lực tay và cơ thể. Khi quả bóng rơi xuống, chúng ta sẽ tiếp xúc ở điểm trung tâm của quả bóng. Phần dưới là phần chuyển tiếp. Khi tiếp xúc ở phần trên giữa của bóng, bóng sẽ không có nhiều xoáy. Nếu bạn muốn thêm một chút xoáy thì hãy dùng cổ tay. Bánh sẽ xoáy ngang, cho nên bạn cần phải thực hành nhiều để nắm bắt cảm giác. Chìa khóa khi giao bóng là ở cổ tay. Khi tiếp xúc với quả bóng, cần phải có sức mạnh ở cổ tay và việc nắm vợt. Phải sử dụng cổ tay nhiều hơn, chỉ có như vậy mới tạo ra ma sát và banh sẽ xoáy nặng hơn. Nếu không, chất lượng của quả giao sẽ không cao, do xoáy của banh không đủ. Vậy nên khi tiếp xúc với quả bóng, cần phải có sức mạnh ở cổ tay. Tập trung vào điều đó để tốt hơn. Cũng cần luyện tập nhiều hơn, đi tìm cảm giác thật tốt. Banh tung lần đầu của cú giao ngắn, chúng ta phải nhả ở đây. Như vậy sẽ tạo ra cú giao ngắn. Có người nói, tôi thường mắc lỗi. Nguyên nhân là gì? Điều gì khiến bạn mắc sai lầm? Đôi khi cú nảy bóng đầu tiên của bạn sẽ rơi vào giữa. Vị trí giữa sẽ dễ mắc lỗi vào lưới, hoặc là điểm rơi không tốt. Khoảng một nửa bàn, hoặc là không ngắn không dài. Như vậy sẽ dễ khiến bạn trở nên thụ động. Khi đối phương tấn công, bạn sẽ rơi vào tình thế bị động. Vì vậy, khi giao bóng dài, quả này lần đầu phải rơi trong khu vực của chính bạn. Và với cú ngắn, phải đưa quả bóng vào trong. Như vậy, cú giao ngắn sẽ ổn định và tốt. Chúng ta sẽ dần dần quen với quả giao này và thuần thục nó hơn. Bạn sẽ có nó khi cần. Đó là bài giảng về cách giao bóng mổ hôm nay. Các bạn đã học được chưa? Lớp học nhỏ, tạm biệt.